Con xin phép được hỏi câu hỏi tiếp theo ạ. Thưa bác, như vậy bài Kinh Kiển Pháp Luân chính là lời giảng đầu tiên của Đức Phật về nguyên tắc sức hút vật lý âm dương nơi thế giới này. Thầy Thích Chân Tính không hợp khoa học vật lý nên không biết nguyên tắc này, phải không ạ? Đúng rồi, tất cả đạo sáu pháp môn đều có cái chuyển pháp luân của nó. Ở chùa Tân Diệu có thiết kế cái sáu cái mô hình này. Ta làm cái gì nó có rõ ràng chứ, mà ta giải thích chứ đâu phải, chứ không phải đấy, chứ không phải ngồi đó được phê bình ý mình tu lâu á. Bởi mình tu rồi chửi mấy cái thằng chả không tu. Bác chỉ là nhà không tu mà bác về nhà sưu tầm. Phải không? Muốn chửi thì chửi, bác không buồn. Với chú sưu tầm mà. Còn nếu mà không tâm phục khẩu phục rồi lại ngoài hỏng bác. Giống như tụi con này lại hỏi bác này, muốn hỏi cái kiểu gì cũng được. Hỏi mà bác trả lời không được chửi bác. Phải không? Rồi chửi với bác là ôi ông tàu lao. Bây giờ nếu mà con hỏi mà con bác trả lời không được chửi bác. Ông đừng có lừa đảo nha. Biết thì nói không biết thôi, đừng có lừa đảo. Nghe không? Đó. Con được quyền chửi cái này. Bất cứ ai làm cái gì phải cho rõ ràng, phải cho thông thì mới nói, còn không thông thôi làm ơn ngủ đi, đi kiếm cái nghề khác thì. Ông đừng có viết sách mà tôi hỏi ông được, tôi giả ổng không á. Thấy không? Ông mà viết sách về đạo Phật mà tôi hỏi không biết, ông coi chừng tôi. Rồi, hỏi tế bì.